Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn tuần trước Phương đã giới thiệu cho các bạn cách làm xá xíu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh bao cười kiểu dimsum Hồng Kông. Đúng kiểu bánh bao xá xíu Hồng Kông thì bánh sẽ có một cái độ xốp bông, nhẹ tơi. Bánh gọi là thành công khi mà hấp lên nó sẽ tự bung ra thành những cái muối như vậy, rất là mềm và có một cái độ ẩm, xốp mịn, khi ăn thì nó mềm tan trong miệng và không bị khô. Bánh này nở bung là do cái bản chất bột của nó chứ không phải là do mình nặn bánh không có khéo hoặc là tại vì do cái cách tạo hình của mình, mà là nó sẽ nở mặc dù bạn có gói chặt cỡ nào đi nữa. Yếu tố để cho bánh có độ xốp như vậy và nở bung thì mình cần có cái công đoạn ủ bột chua và mình cần có bột khai. Tên tiếng Anh còn gọi là baking ammonia hoặc là tên theo hóa học của nó thì được gọi là ammonium carbonate. Video clip ngày hôm nay Phương sẽ hướng dẫn các bạn từ cái công đoạn mình sẽ nuôi men cái. Công đoạn nuôi men thì cần khoảng chừng 4 đến 5 ngày. Khi có men cái thì mình sẽ tiếp tục ủ bột chua hay còn gọi là bột cái, thì công đoạn này sẽ cần khoảng chừng 14 đến 16 tiếng. Công đoạn cuối cùng là mình sẽ nhồi bột chính, tạo hình bánh và hấp bánh. Rồi đến đây thì thế nào cũng có bạn đặt câu hỏi tại sao phải ủ nhiều lần, tại sao phải dùng men cái, bột chua. Phương tóm gọn lại 4 cái ưu điểm như sau. Cái hương vị bánh thơm ngon hơn rất là nhiều so với cái bánh dùng cái men công nghiệp. Cái thứ hai, cái việc ủ lâu, ủ sâu giúp cho những khoáng chất, những chất dinh dưỡng quan trọng hấp thụ tốt hơn vào cơ thể. Cái thứ ba là quá trình lên men nó ổn định hơn, bánh nở xốp hơn, bánh sẽ trắng hơn. Cái thứ tư là bột có thời gian ngấm nước, no nước và nó sẽ giữ ẩm lâu, mình trữ được bánh lâu và bánh không bị khô. Vậy là sau vài phút giới thiệu, Phương hy vọng là đã thuyết phục được các bạn cái việc mình tự nuôi men để làm bánh bao. Đây là cái nhân xá xíu, mình đã có cho ra cái video hồi tuần trước, các bạn có thể kiếm xem lại nha. Rồi bước đầu tiên mình sẽ làm là việc nuôi men cái. Nguyên liệu nuôi men cái không có gì là cầu kỳ hết, mình chỉ sử dụng bột và nước. Các bạn sử dụng bột cake flour hoặc là những cái loại bột có cái hàm lượng protein thật là thấp. Phương có bột hoa sen đỏ hoặc là bột cây cải hoặc là bột Hồng Kông. Phương cho vào một cái keo nhỏ là 30 ml nước. Tiếp theo là 50 g bột, có nghĩa là lượng chất lỏng trên bột sẽ là 60%. Sau đó mình sẽ nhồi đều thành một cục bột tròn. Các bạn có thể dùng đũa khuấy đều. Tất cả những cái dụng cụ khi mà mình dùng để mình nuôi men thì phải thật là sạch. Tay các bạn cũng phải sạch, cái lọ cũng sạch, đôi đũa cũng phải sạch, để mình không có vô tình mà mình nuôi kèm theo những cái vi khuẩn có hại. Mình lấy nắp đậy lại, mình không cần phải đậy thật là kín, mình chỉ đậy hờ thôi. Phương để cái hũ này ở trong nhiệt độ phòng ở gần nhà bếp, nhiệt độ lý tưởng để men phát triển là 26 đến 28 độ C. Bây giờ là sau 24 tiếng. Khối bột của mình không có gì thay đổi. Tất nhiên là sau một ngày thì mình cũng không có mong đợi điều gì hơn. Tiếp theo thì mình phải cho men ăn. Tức là mình sẽ lấy một cái lượng men là 25 g. Và mình cho tiếp vào đây là 30 g nước. Bạn dùng nước sạch, nước suối từ trong chai. Còn Phương ở bên Đức thì người Đức uống nước từ vòi phun tên, cho nên các bạn cũng lấy nước từ vòi ra cũng được. Cho tiếp vào đây là 50 g bột. Và mình cũng khuấy đều lên. Thế nào cũng có bạn có suy nghĩ là tại sao phải cực khổ như vậy, tại sao mình không có dùng men công nghiệp mà mình phải tự nuôi men. Nó cũng giống như là cái việc mà tại sao các bạn không đi mua ớt về ăn mà phải đi tự trồng ớt. Điều gì mình thích làm thì mình sẽ thấy là thích chứ không thấy nó cực. Cái cục bột này mình sẽ cho vào cái keo khi nãy và mình đậy nắp lại. Sang ngày thứ hai, cái phần bột thừa hồi nãy mình bỏ đi nha, mình không có sử dụng. Bây giờ là sang ngày thứ hai rồi nè, các bạn sẽ thấy cục bột nó sẽ có một cái độ nhão hơn một chút. Mình cũng tiếp tục cho men ăn tỷ lệ là 25, 30 nước và 50 bột. Men tự nuôi thì so với cái men công nghiệp thì mình có những cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Nó cũng giống như là việc mình ăn kim chi hay là ăn sữa chua. Còn cái men công nghiệp thì nó sẽ không có những cái tác dụng đó. Bây giờ là sang ngày thứ ba, mình cũng sẽ cho men ăn tiếp tục cái tỷ lệ này. Các bạn thấy rằng cái cục bột của mình nó hơi cong tròn lên chút xíu, giống như là trái banh vậy đó. Và nó có một cái độ dẻo. Mình cũng tiếp tục lấy ra và cho men ăn 25 men, 30 nước và 50 bột. Tiếp tục sang ngày thứ tư. Sang ngày thứ năm, theo lý thuyết thì sau 4-5 ngày các bạn có thể dùng tiếp tục làm bánh. Còn nếu bạn đang bận đi làm không có thời gian thì bạn cứ cho vào tủ lạnh và mình sẽ cho men ăn một lần trong tuần. Đây là cái men mình đã để trong tủ lạnh sau một tuần. Men khi lấy từ trong tủ lạnh ra thì mình nên cho nó ăn một lần trước khi mình lấy để mình sử dụng làm bánh. Tức là mình cũng sẽ trộn tỷ lệ nước bột là 25 g men, 30 g nước và 50 g bột, mình sẽ cho nó nở một lần. Khi men của bạn được nuôi càng lâu thì nó sẽ rất là khỏe. Có thể là trong vòng 7 đến 8 tiếng mà nó có thể nở gấp đôi rồi. Có thể là ví von là các bạn cho những con men này vào tủ lạnh cho nó ngủ đông và bạn muốn đánh thức nó dậy thì bạn phải cho nó ăn một lần. Khi nó khỏe được như vậy thì mình sẽ lấy, mình sẽ nhồi, tiếp theo là công đoạn nhồi bột chua. Đây là cái phần men cái mà hồi nãy giờ mình hướng dẫn các bạn làm. Thì từ cái men cái này mình sẽ lấy ra là 50 g. Phương sẽ cho tiếp vào đây là 150 ml nước. Mình vẫn cứ tiếp tục sử dụng bột mì cake flour, bột mì số 8, 300 g. Khối bột chua này có tỷ lệ nước trên bột là 50%, cho nên là nó sẽ khá khô. Phương sẽ dùng máy mình nhồi. Các bạn vẫn có thể sử dụng tay, nhưng mà mình thấy dùng máy thì nó nhàn hơn một chút. Mình chỉ vặn tốc độ chậm và cho bột từ từ ngấm nước. Phương cho khối bột cái này vào một cái tô thủy tinh. Mình đậy cái màng bọc thực phẩm, đâm vài lỗ khí cho men cũng có không khí để thở. Phương sẽ để ở đây trong nhiệt độ phòng, hoặc là nhiệt độ trong gần nhà bếp thì nó sẽ ấm hơn chút xíu. Nhiệt độ thì cũng không có cần phải quá ấm, nhưng mà quan trọng là nhiệt độ nó không có được dao động, không có được chênh lệch, lúc thì 25, lúc thì 30, lúc thì 20, thì nó sẽ không có tốt cho sự phát triển của men. Các bạn sẽ ngạc nhiên hỏi là làm gì với cái lượng men cái còn dư. Cái men cái này các bạn vẫn tiếp tục trích ra 25 g, cho tiếp 30 g nước và 50 g bột, và mình tiếp tục mình nuôi tiếp để mình có men để mình làm tiếp cho các loại bánh bao, bánh mì. Phương cho vào một cái keo sạch và mình cho ngay vào tủ lạnh. Còn lượng men cái mà còn thừa ra nữa thì mình chỉ đem bỏ thôi, chứ mình cũng không có dùng hết đâu. Hỗn hợp bột chua này Phương đã ủ được 14 đến 16 tiếng nhiệt độ phòng. Tối hôm qua 21:30 tối, bây giờ là sáng hôm sau 11 giờ trưa, tức là mình đã ủ được tầm 14-15 tiếng. Trên màn hình các bạn xem được đây là cái hình ảnh bột chua mà mình ủ được từ men cái một tuần tuổi. Còn bên trái là cái bột chua từ 4 ngày tuổi, thì các bạn thấy là cái độ nở rất là chênh lệch. Sau khi có bột cái, bột chua rồi thì mình sẽ bắt đầu làm bột chính. Nguyên liệu cho vào sẽ rất là nhiều, các bạn đừng có giận mình sẽ giải thích từng thứ nha. Ở chợ chỗ Phương ở là chợ Kaufland, các bạn có thể kiếm cái quầy gia vị, thì nó sẽ có một cái chỗ bán bột khai tiếng Đức có tên là Hirschhornsalz. Người Đức sử dụng cái bột khai này cho các món bánh vào dịp Giáng sinh, thì không phải siêu thị nào cũng có bán quanh năm. Phương thấy chỉ có Kaufland là bán quanh năm. Mình sẽ sử dụng là 4 g. Phương có một cái cân bằng muỗng như vậy, mình sẽ cân chính xác là 4 g. Tất cả những cái nguyên liệu này mình cần chính xác, chứ mình không có dùng muỗng cà phê mình múc mà áng chừng nha. Bột nổi hay còn gọi là bột nở, baking powder. Phương dùng nguyên một gói này có trọng lượng là 16 g. 150 g bột làm bánh bông lan, cake flour. Ở Việt Nam là bột mì số 8, hoặc là mình dùng bột cây cải nè, bột hoa sen đỏ cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng bột bánh bao Vĩnh Thuận, chứ mình không có dùng bột mì đa dụng được. Muốn hạ tiếp cái độ đạm ở trong bột thì mình có thể thay thế 10 g bằng bột tàn mì, tức là 140 g bột mì và 10 g bột tàn mì. Hoặc là không có thì các bạn cứ dùng 150 g bột mì hoàn toàn cũng được. Bột tan mì thì nó sẽ tiếp tục hạ cái độ đạm của bột và giúp cho cái bánh của mình nó có cái độ xốp hơn chút xíu. Tiếng Anh gọi là wheat starch, còn tiếng Đức gọi là Weizenpuder. Tiếp theo đảo đồ ngọt là mình dùng 110 g đường cát trắng. Còn nếu mà tốt hơn các bạn sử dụng đường bột. Đường bột thì mình phải dùng cái lượng nhiều hơn một chút là 120 g. Chất béo cho vào đây mình dùng shortening, hoặc là mình sẽ dùng cái loại này ở bên Đức nó gọi là priming soft, hoặc là mình có thể sử dụng mỡ heo 20 g. Đây là phần bột chua hồi nãy mình đã ủ được từ 15 đến 16 tiếng. Do bột chua của mình ủ từ men tự nhiên và mình dùng bột có độ đạm thấp cho nên là cái rễ tre của nó không có to mà nó chỉ nhỏ nhỏ, mịn mịn, li ti như vậy thôi. Mình sẽ không có dùng hết cái lượng bột chua này mà mình chỉ trích ra là 300 g. Còn cái lượng còn lại đó cũng hơi khá nhiều. Lát nữa Phương sẽ nói tiếp là mình sẽ làm gì với nó nha. Tiếp theo Phương cho đường vào đây và mình sẽ đánh tan cái phần bột chua này với đường. Phương mở tốc độ thấp nhất. Trước tiên các bạn sẽ thấy rằng cái khối bột nên nó sẽ rút đường vào và nó quyện lại thành một khối. Sau khi đường tan thì cái khối bột này nó sẽ tan ra, các bạn thấy bột nó tự nhiên nó loãng ra. Sau vài lần làm Phương rút kinh nghiệm rằng mình sẽ dùng cái bảng bạc để mình trộn thì nó tốt hơn là các bạn dùng cái cây xoắn. Đường đã hoàn toàn tan vào trong bột thì mình mới tiếp tục cho các nguyên liệu tiếp theo vào đây. 140 g bột mì số 8 và 10 g bột tàn mì. 4 g bột khai Phương sẽ pha loãng với 20 ml nước. Hòa cho tan, sau đó thì mình mới tiếp tục cho vào cái hỗn hợp bột của mình. Mình mở tốc độ thấp, không thôi là cái bột nó sẽ văng tùm lum luôn. 7,5 g nước cốt chanh, các bạn cũng có thể dùng giấm. 16 g bột nổi, baking powder. Máy nhà Phương có 10 số, mình đang để số 3. Mình không có nhồi số cao nha. Bột chua của mình nó có một cái lượng chất axit đáng kể và cộng thêm cái phần axit của nước cốt chanh sẽ giúp cho bột rất là xốp. Các liên kết gluten nó sẽ đứt ra. Các bạn sẽ thấy là khối bột nó có một cái độ bời rời chứ nó không có phải là nhồi thành một khối dẻo mịn như là mình làm bánh mì. Khi bột đã thành khối và cái thau bột của mình tương đối sạch sẽ thì mình mới cho cái nguyên liệu cuối cùng là mỡ heo 20 g hoặc là shortening. Nhồi tiếp tốc độ thấp khoảng 3 phút nữa. Mình dùng bột mì có độ đạm thấp cho nên là bột này nó sẽ không có kéo màng như là mình dùng bột mì làm bánh mì. Mình sẽ lấy ra khỏi cái au bột và mình nhồi lại bằng tay khoảng chừng vài cái. Sau đó thì Phương sẽ cán cái miếng bột này ra thành cái hình chữ nhật. Và xếp hai cái mé bột này vào bên trong. Và tiếp tục cán một lần nữa. Cái thao tác cán sẽ giúp cho bột mịn hơn và sẽ trắng hơn đó. Trong quá trình cán bột thì mình sẽ sử dụng thêm bột mì để làm bột áo cho bột không có bị dính. Phương sẽ cuộn tròn cái chiều dài của cái hình chữ nhật này lại. Xe bột cho chặt và mịn. Phương sẽ chia cái thanh bột này làm 16 cục bột bằng nhau. Mỗi cục bột này sẽ có trọng lượng dao động từ 37 đến 40 g. Bánh bao cười kiểu DIMSUM Hồng Kông thì nó sẽ nhỏ nhỏ, thì bánh mới dễ dàng nở bung được sau khi hấp. Từng miếng bột này mình sẽ ép cho nó bẹp xuống chút xíu và để sang một bên. Sau khi hoàn tất cái khâu này thì mình sẽ quay lại từ đầu. Lấy miếng bột đầu tiên và mình cán mỏng cái phần bìa. Đường kính mỗi miếng bột như vậy khoảng chừng 8 cm. Miếng nào mình đã cán xong thì mình phải đậy cái food wrap lại để cho bột không bị khô. Đúng ra là cái bánh bao cười xá xíu kiểu dim sum thì người ta sẽ tạo hình thành cái hình tam giác như vậy. Dùng cái ngón tay nhấn vào chính giữa chút xíu. Rồi mình lại túm ba cái góc lại với nhau. Rồi mình lại khép cái mép bột lại. Ba cái mép này. Vậy là xong. Nhưng mà ở ngoài khi mà các thợ làm bánh bao làm cái loại bánh này thì mình vẫn cũng có thể tạo hình bánh cái kiểu bánh truyền thống. Tốc độ nhanh hơn cho nên là cái năng suất làm ra những chiếc bánh sẽ nhiều hơn. Còn ở nhà mình làm ăn cho gia đình thì nếu các bạn có thời gian tỉ mỉ thì mình có thể gói theo cái kiểu một mà Phương đã hướng dẫn, thì cái bánh nó sẽ nở đẹp hơn. Song song với việc tạo hình bánh thì mình đã có sẵn một cái nồi nước sôi thật là sôi. Phương phải kiếm cái nắp nào mà nó hơi vung lên, chứ nó không phải là nắp bằng để cái nước nó nhiễu xuống, không có chạm vào bánh. Và nếu cái nắp của bạn có cái lỗ khí thì mình sẽ dùng bột mà vá cái lỗ này lại nha. Mình cho lượng nước là nửa cái nồi và nước nó phải sôi ùng ục. Cho vào một muỗng canh giấm. Bánh sau khi tạo hình thì mình sẽ cho vào hấp liền. Mình không có công đoạn ủ sau khi tạo hình nữa. Do nhân xá xíu là nhân chín cho nên cái phần bột bên ngoài chỉ cần tối đa 7 đến 8 phút là bánh chín. Mình không có hấp lâu hơn. Việc tạo hình bánh và hấp bánh sẽ diễn ra song song, tức là cái mẻ nào mà bạn vừa tạo hình xong 3 đến 4 cái thì mình sẽ mang đi hấp liền. Đây là cái cách mà mình giữ lại cái tác dụng của bột khai và bột nở. Bánh này Phương đã thử nghiệm 4 đến 5 lần, những cái lần đó thì mình đã có cái công đoạn ủ sau khi tạo hình. Lúc đó mang bánh đi hấp thì bánh nó sẽ không có bung được nữa. Các bạn thấy bánh có hấp dẫn không? Bánh rất là trắng luôn và rất là bông xốp, nó cũng hơi là tựa như là bánh bông lan, bánh thuẫn, nó bông cái kiểu mà mềm tan. Nhất định mình phải có bột khai nha. Bánh hấp xong ra khi mà ngửi các bạn nghe cái mùi bột khai nó rất là nhẹ. Người không làm bánh hay là không rành ăn bánh thì chắc cũng không có biết đâu. Phương không ngại chia sẻ thêm những hình ảnh mà mình đã thử nghiệm những cái lần đầu bánh chai ngắt luôn. Các nguyên liệu trong công thức ngày hôm nay của Phương thì Phương xin các bạn là đừng có thay đổi bất cứ cái gì hết. Đừng có giảm đường, đừng có giảm bột khai, bột nổi. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm. Quan trọng nữa là mình không có dùng khăn phủ giống như là kiểu hấp bánh bao truyền thống. Và mình đừng nên sử dụng cái nồi hấp quá to như vậy. Cái nồi to quá thì cái lực áp suất khi hấp nó không có đủ cao và bánh không có bung, mà nó chỉ có cái vết nứt như vậy. Thật ra cái bánh này đòi hỏi độ khó và kỹ năng rất là cao. Khi mà mình có công thức rồi, cái việc mình luyện tập cũng rất là quan trọng. Mình gửi lời cảm ơn em Thúy Phạm đã rất là nhiệt tình và giúp đỡ hỗ trợ mình trong cái quá trình mình tìm tòi, thử nghiệm cái công thức này. Không có em chắc chị sẽ còn tốn thêm khoảng 2-3 kg bột nữa. Phương biết trong các bạn thế nào cũng có những bạn đang rối não. Phương sẽ giải đáp thêm thắc mắc về cái việc nuôi men nha. Khi mà các bạn nuôi men cái, do bột mì số 8 cake flour nó mắc hơn bột mì đa dụng cho nên các bạn 3 ngày đầu có thể sử dụng bột mì đa dụng để gầy men. Do bột mì đa dụng nó hút nước nhiều hơn cho nên là khói bột sẽ khô hơn một chút. Mỗi ngày nuôi men và cho men ăn thì mình chỉ lấy ra một cái lượng nhỏ 25 g để mình nuôi tiếp. Nhưng mà các bạn có thể giảm cái tỷ lệ này xuống còn 16 g men, 18 g nước và 32 g bột để mình giảm cái lượng men mình phải vứt đi. Cái lượng phần trăm nước bột thì vẫn như nhau thôi. Mình sẽ phải có một cái lượng men cái bỏ đi mình không có dùng đến. Các bạn có thể hòa tan với nước và tưới cây cũng rất là tốt. Cái keo lọ đựng men cái thì không có cần thay mới mỗi ngày. Các bạn có thể sau 3 lần cho men ăn thì mình rửa chỉ bằng nước lạnh, mình không có rửa xà bông nha. Cái chất tẩy có trong xà bông cũng có thể vô tình làm con men bị chết. Tiếp theo các bạn sẽ có thắc mắc về cái phần bột chua. Mình ủ xong rồi, cái lượng mình dùng chỉ có 300 g. Lượng men còn lại là khoảng chừng 150 thì mình làm gì với nó? Các bạn có thể giảm cái lượng ủ bột chua lại với cái tỷ lệ là mình không phải dùng 50, 150 và 300 mà mình sẽ giảm xuống còn 40, 120, 240. Để cái lượng bột chua thừa ra thì mình không có cần phải vứt đi quá nhiều. Và cái lượng bột chua này mình cũng có thể giữ lại một ít để mình nuôi tiếp, cho ăn tỷ lệ 1, 3, 6. Để trong tủ lạnh và cứ một tuần một lần các bạn lấy ra cho ăn. Khi mà mình cho ăn thì mình không có cần giữ lại quá nhiều, mình chỉ giữ lại 10 g thì mình sẽ nuôi tỷ lệ 30 nước và 60 bột. Một câu hỏi quan trọng nữa thế nào các bạn cũng thắc mắc là mình có thể làm cái bánh này từ men công nghiệp được không? Câu trả lời là có, nhưng mà mùi vị của nó sẽ khác chút xíu. Nó sẽ có cái nồng, cái mùi vị men hơn. Ở đây Phương cũng có thử nghiệm một công thức, mình cũng có thể chia sẻ nhanh cho các bạn. 110g nước ấm, 1 muỗng cà phê đường 3g, hòa tan vào đây 2g men. Đây là men khô, cái loại men nở nhanh á, là tầm một cái muỗng teaspoon như vậy, nó hơi vơi vơi. Dùng muỗng hòa tan sơ, các bạn không có cần đợi cho men nở gạch cua. 200g bột số 8, bột cake flour, bột mì mà có độ đạm thấp. Ở đây Phương dùng hoa sen đỏ của Thái Lan. Mình sẽ cho cái chén men và nước vào đây, trộn đều. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và ủ bột ở đây qua đêm 14 đến 15 tiếng. Nếu mà thời tiết ấm các bạn có thể chỉ ủ 12 tiếng là đủ. Do mình dùng men công nghiệp cho nên là mình sẽ không có cái công đoạn nuôi men. Đây là cái phần bột chua, tức là mình đã sang cái công đoạn thứ hai. Mình sẽ dùng hết cái lượng bột chua này. Cho tiếp 120g đường bột. Nếu mà dùng đường cát thì mình dùng 110g. Như là hồi nãy mình sẽ đánh cái phần bột chua này với đường cho nó tan ra. Cho tiếp 140g bột mì số 8, cake flour. Các bạn mở tốc độ chậm, không thôi là bột văng tùm lum nha. Công thức này mình không có sử dụng thêm nước, mà mình dùng 8g nước cốt chanh, hòa tan cùng với 3g bột khai. Phần bột khai này nó sẽ sủi bọt lên như vậy. Cho vào thau bột đang nhồi, Phương quên quay công đoạn này. Tiếp đến là mình cho bột nổi 10g, 20g mỡ heo hay là shortening. Sẵn đây Phương nói luôn, nếu bạn đã không biết, mỡ heo mua về mình chỉ thắng 50%, không có thắng cho nó vàng. Cho vào tủ lạnh, mình vớt lấy cái phần mỡ trắng bên trên và cho vào nhồi. Còn không thì các bạn ở Đức có thể tự mua mỡ heo của siêu thị bán gọi là Schweineschmalz. Lấy bột ra bàn và mình nhồi sơ cho mịn. So với men tự nhiên thì men công nghiệp mình cần có 20 phút ủ trước khi mình tạo hình. Khâu tạo hình chia bột thì cũng y như cái công đoạn hồi nãy. Các bạn có thể bấm xem lại cái phần Phương hướng dẫn làm bằng men tự nhiên, Phương không có quay lại một lần nữa nha. Và mình cũng không có cần cái công đoạn ủ sau khi tạo hình và mình mang đi hấp liền. Cách hấp thì cũng giống như hồi nãy. Về ngoại hình thì bánh dùng men công nghiệp thực ra là nó cũng giống như là bánh dùng men tự nhiên. Chỉ khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt. Dùng men công nghiệp thì cái bánh nó có hơi nồng cái vị men chút xíu. Nếu các bạn nuôi men thành công, video tiếp theo trong thời gian tới Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh bao nhân thịt truyền thống bằng men tự nhiên cũng rất là thơm ngon, bánh rất là trắng và xốp. Video hôm nay cũng khá là dài, Phương cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và Phương chúc các bạn thành công. Cứ để lại bình luận khi các bạn có thắc mắc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.